9 giờ 30 phút sáng, quân Pháp đã chiếm lĩnh được Bruxelles, tàn phá vị trí trung tâm của Liên quân. Napoleon dọn sạch bãi chiến trường và tấn công quân đối phương từ phía sau. 5 giờ chiều, làng Austerlitz không còn một tiếng động. Chín nghìn lính Pháp tử trận cùng với 16.000 lính Nga và Áo. Nga Hoàng đã bại trận. Nhưng Hoàng đế Francis đệ nhất của nước Áo lại hy vọng khả năng đình chiến trước một sĩ quan pháo binh nhỏ bé của đảo Corsica, người đã tự giành ngôi hoàng đế cho mình trước đó một năm. Tại Pháp, thắng lợi này được dư luận khắp nơi đón nhận với niềm hân hoan. Và hòa bình dường như cuối cùng đã được bảo đảm. Nhưng 6 tháng sau, Napoleon vẫn chìm sâu trong chiến trường châu Âu, chuẩn bị cho một trận chiến nữa. Trong số những món nợ cần được giải quyết, ông nói, chiến tranh vượt xa hơn là sự chiếm lĩnh các thành phố hay các pháo đài. Với bản thân ta, sự rủi ro luôn đi cùng với sự sống còn của ta và của cả vương quốc. Sự chinh phục là tất cả những gì cần để nói về ta, và chỉ sự chinh phục thôi cũng đủ để đưa ta đến chiến trường. Trước sức mạnh ngày càng đáng báo động của Pháp, quân đội nước Phổ nghênh chiến với Napoleon. Ông chỉ nói đôi lời ngắn ngủi về đội quân này. Ý nghĩ cho rằng nước Phổ có thể đơn phương độc mã nghênh chiến với ta ngay thật nực cười và không đáng để bàn luận gì thêm nữa. Trong không đầy 3 tuần, ông đã bắt quân Phổ phải quy hàng và bắt giữ 140.000 tù binh, khiến 25.000 lính Phổ khác chết hoặc bị thương. Sự oai hùng của quân đội nước Phổ đã bị đập tan hoàn toàn. Napoleon kiêu hãnh, diễu quân giữa Berlin trong tiếng nhạc của bài ca Nassay, kêu gọi cuộc cách mạng, bình đẳng và xóa bỏ lãnh chúa phong kiến. Giờ đây trong cương vị bá chủ phần lớn Tây Âu, ông dẹp hết các luật lệ phong kiến và buộc các nước ông đã chinh phục chấp hành về bộ luật mới ông lập ra ở Pháp, đó là bộ luật dân sự. Nhưng ông không hề điều hành trên danh nghĩa của tự do. Năm 1807, vương quốc của Napoleon trải dài từ bờ biển Đại Tây Dương cho tới hết các dãy núi ở Nga, từ biển Bắc tới tận địa Trung Hải. Ông cai trị hơn 70 triệu người, Pháp, Italia, Hà Lan, Đức, Ba Lan. Chưa từng có một đế chế nào rộng lớn như vậy kể từ thời La Mã. Đắm chìm với niềm kiêu hãnh về quyền lực, ông đã mơ tưởng đoàn kết toàn bộ châu Âu dưới sự cai trị của người Pháp. Công cuộc chinh phục nước Nga và nước Phổ của Napoleon thực sự rất ấn tượng. Napoleon bị choáng ngợp bởi thành công này. Ông chưa bao giờ hình dung được một chiến thắng như thế và ông bắt đầu nghĩ, Chúa ơi, ta có thể làm được mọi thứ. Ngôi sao chiếu mệnh đã đưa ông đạt tới ngưỡng thiên tài. Tại thời điểm đó, ông bắt đầu tin mình là một vị thánh được Chúa Trời bảo vệ. Ông là một vị sao sáng. Ông có quyền lực tuyệt đối tại châu Âu và niềm kiêu hãnh to lớn. Bởi ông từ một sĩ quan pháo binh nhỏ nhoi và giờ đã đạt được địa vị tối cao. Ông biết, tham vọng không bao giờ là đủ, ngay cả khi hội tụ đủ sự vĩ đại. Ở tuổi 38,
đắm chìm trong quyền lực. Ông là kẻ thống trị hầu như cả châu Âu. Ông chỉ còn phải đặt mình vào một cuộc chinh phục cuối cùng. Và nó sẽ trở thành một sai lầm chết người. Napoleon, một cuộc đời anh hùng. Phần 4, cái kết của một biểu tượng. Năm 1808, khi Napoleon Bonaparte đưa 118.000 quân vượt dãy Pyrenees sang Tây Ban Nha, ông đã tưởng mình sẽ được người dân ở đây chào đón. Với dòng điệu ngữ tự do và giải phóng khỏi sự cai trị, ông nói, ta sẽ được tung hô như anh hùng giải phóng dân tộc của Tây Ban Nha. Napoleon tin tưởng tuyệt đối rằng người Tây Ban Nha sẽ vùng lên theo cách mạng và ông được tôn vinh ở đây. Ông đã hoàn toàn sai lầm về ý thức chủ quyền của người Tây Ban Nha. Napoleon không bao giờ hình dung được rằng có những người cũng yêu tổ quốc của mình như ông. Sự thất bại này đã gây ra bởi chính sự ngạo mạn và lòng kiêu hãnh của Napoleon và nó sẽ khiến ông sụp đổ. Chủ trương về cấm vận thương mại của Napoleon cũng không hoạt động. Tây Ban Nha đã bắt đầu giao thương với Anh, bất chấp mệnh lệnh của ông. Ông cương quyết bắt người Tây Ban Nha phải quy phục mệnh lệnh của mình và ham muốn biến đất nước này thành lãnh thổ Pháp. Ngày 2 tháng 5, người Tây Ban Nha đứng lên khởi nghĩa chống quân Pháp tại Madrid. 150 lính Pháp đã tử mạng. Quân Pháp trả thù. Hàng nghìn người đã chết, nhưng hai bên vẫn bất phân thắng bại. Napoleon tiếp tục cuộc chiến ở Tây Ban Nha thêm 5 năm nữa, nhưng vẫn không thể đàn áp được ý chí chiến đấu của người dân nước này. Napoleon không nghe lời khuyên của ai khác. Napoleon chỉ tin vào chính bản thân mình. Ông chỉ đặt trọn niềm tin vào một ngôi sao chiếu mệnh của mình. Vì thế, ông đã bị mù quáng. Khi đế quốc của mình ngày càng rộng lớn, Napoleon ngày càng tin tưởng mình như Caesar La Mã, như một vị thánh và luôn luôn đúng. Giờ, ông muốn có một đứa con trai để kế vị. Nhưng Josephine vẫn chưa thể sinh cho ông một đứa con nào. Ở tuổi 46, bà biết mình sẽ không bao giờ làm điều đó được nữa. Tôi biết tôi sẽ bị ruồng bỏ một cách nhục nhã ngay trên giường của người đã trao tước vị hoàng hậu cho tôi. Bà nói với một người bạn. Napoleon chần chừ sau nhiều tháng, cho tới những phút cuối đời, Napoleon vẫn tin rằng Josephine chính là ngôi sao may mắn của mình. Đó là lý do tại sao việc quyết định ly dị bà lại khó khăn như vậy. Cuối cùng, ông quyết định phải nói cho Josephine rằng họ phải hy sinh cuộc hôn nhân của mình cho vận mệnh của đất nước. Napoleon trao Marmaison cho Josephine và khoản trợ cấp 3 triệu francs mỗi năm. Giờ ông có thể thoải mái quyết định lấy vợ mới và có một đứa con để kế vị ngai vàng. Ông đã để mắt tới công nương Marie Louise, cô con gái 19 tuổi của hoàng đế nước Áo, France đệ nhất. Cuộc hôn nhân với Marie Louise sẽ đưa ông vào gia đình Habsburg, một trong những gia đình vua chúa lâu đời nhất. Vào ngày 2 tháng 4 năm 1810, Hoàng đế Napoleon Bonaparte cưới công chúa Marie Louise. Với tất cả sự phô bày xa xỉ của hoàng gia, hòa hợp với sự liên minh của hai vương quốc. Chỉ một năm sau lễ cưới, tiếng pháo đại bác lôi kéo sự chú ý của tất cả người dân thành Paris. Marie Louise đã hạ sinh một bé trai. Napoleon gọi cậu bé là vị vua của thành Rome.
Năm 1811, ông vẫn còn nhiều thứ về giải quyết. Tây Ban Nha vẫn là một đối thủ cứng đầu. Và giờ, một cuộc chiến mới có nguy cơ bùng nổ. Nga Hoàng Alexander từ chối trở thành một thành viên trong khối cấm vận thương mại và bắt đầu giao thương với Anh Quốc. Hành động ép buộc chặn giao dịch với người Anh của Napoleon làm kinh tế nước Nga suy sụp. Căng thẳng leo thang nhanh chóng và mọi nỗ lực đàm phán đã thất bại. Vào mùa xuân năm 1812, Napoleon bất chấp mọi lời khuyên bảo của những quân sư thân cận tiến quân xâm lược nước Nga. Trong lịch sử thế giới lúc này, chưa từng có một đội quân nào lớn như thế được triệu tập. Quân Ý, Ba Lan, Đức, Pháp, tổng cộng lên tới 600.000 người từ mọi vùng trên vương quốc của Napoleon. Napoleon tiên đoán cuộc chiến sẽ kết thúc trong 20 ngày. Ông hy vọng có thể đập tan kẻ thù của mình một cách nhanh chóng. Nhưng người Nga không chịu ngưng chiến. Từng ngày qua đi, cái nắng gay gắt của mùa hè nước Nga bắt đầu gây hậu quả rõ rệt. Quân lính bắt đầu ngã xuống vì kiệt sức, bệnh tật và họ đào ngũ, hàng nghìn người mỗi ngày. Sau nhiều tháng, khi Napoleon còn chưa đánh bất kỳ một trận đánh nào, 150.000 lính đã không còn khả năng tham chiến nữa. Phần lớn đám lính ngoại quốc đều chán nản và trốn chạy. Một phần tư quân số đã đào ngũ. Họ không phải người Pháp. Nói thẳng ra là họ không trung thành với Napoleon. Họ chỉ tham chiến bởi đức vua của họ là đồng minh với Napoleon. Cuối cùng khi mùa hè sắp qua đi, người Nga thay đổi chiến thuật và chạm trán với quân thù tại làng Borodino. Trận chiến ở Borodino là một cuộc giằng co quyết liệt. Napoleon cho cả đội quân hùng hậu của mình lao thẳng vào quân Nga đánh giáp lá cà và không còn một chút gì thể hiện chiến thuật khôn khéo của ông trước đây. Cuộc chiến bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút sáng và kéo dài tới tận 3 giờ chiều. Tới thời điểm đó, cả hai bên đều kiệt quệ. Người Nga chiến đấu ngang ngửa với đội quân của Hoàng đế nước Pháp. Ngày tiếp theo, họ rút lui, để Napoleon nghiễm nhiên thắng trận. Moscow giờ thuộc quyền định đoạt của Napoleon, nhưng người Nga vẫn không chịu tuyên hàng. Khi quân đội của Napoleon kéo vào thành phố ngày 14 tháng 9, ông thấy mọi thứ gần như được san bằng. Buổi tối hôm đó, Moscow bắt đầu bốc cháy. Những ngọn lửa đỏ rực, cuồn cuộn bốc lên như núi. Sau này, Napoleon còn nhớ lại, như những cơn sóng thần dữ dội ngoài biển khơi. Chúa ơi, đó là cảnh tượng hãi hùng, kinh hoàng, cảnh tượng choáng ngợp nhất mà thế giới từng được chứng kiến. Người Nga đã tự tay thiêu rụi Moscow, và khi Moscow chìm trong ngọn lửa, thời khắc tồi tệ nhất bắt đầu đánh vào quân đội của Napoleon. Họ không thể ở lại Moscow, sợ hãi trước mùa đông đang đến gần. Nhưng họ lưỡng lự, không muốn rút quân. Napoleon viết thư cho Nga Hoàng, ngỏ ý định đàm phán, nhưng Nga Hoàng trả lời bằng một sự im lặng băng giá. Sau 5 tuần chờ đợi, Napoleon cay đắng ra lệnh rút quân về nước. After 5 weeks of waiting, Napoleon bitterly ordered his soldiers home. Ngày 19 tháng 10, ông dẫn đầu đội quân chất nặng đồ đạc rời khỏi Moscow. Đó là một ngày mùa thu ấm áp. Nhưng 3 tuần sau, tuyết bắt đầu rơi. Mùa đông nước Nga năm đó đến sớm. Nhiệt độ hạ xuống khoảng dưới âm 22 độ C. Lính của Napoleon chết cóng giữa vùng đồng bằng rộng lớn. Lương thực cạn kiệt, hàng ngàn ngựa chết cóng. Những người lính đói ăn phải tranh giành nhau thịt ngựa sống.
Họ phải chiến đấu với cái đói, cái lạnh, kiệt sức, bệnh tật và với người Cossack. Người Cossack đuổi đánh quân đội của Napoleon, xé tan đoàn quân này như thể những con thú đang bị thương. Napoleon nhìn cảnh đội quân của mình chết từng phút một. Sợ bị bắt sống, ông mang theo một chiếc túi da đen nhỏ quấn quanh cổ để chứa thuốc độc. 6 tháng trước đó, ông tiến quân vào Nga với hơn nửa triệu lính, tự tin với chiến thắng vẻ vang của mình. Giờ đây, ngày 5 tháng 12, những tin đồn về một cuộc đảo chính tại Paris buộc ông phải bỏ mặc quân lính và chạy thẳng về thủ đô nước Pháp. Trong lúc xe kéo tuyết của ông băng dọc châu Âu, ông nói với một người đồng hành: hành động vĩ đại nhất và ngu xuẩn nhất chỉ cách nhau có một bước. Ông đã mất hơn nửa triệu người. Trong số 600.000 lính ra quân, chỉ 50.000 người trở về. Jacques Talleyrand, cựu ngoại trưởng của ông, nói đó là bắt đầu của sự kết thúc. Như đánh hơi thấy mùi máu, Anh Quốc, Phổ, Nga và Thụy Điển liên minh chống lại Napoleon. Chỉ có Vương quốc Áo trị vì với bố vợ ông vẫn án binh bất động. Đều bám hy vọng rằng trận chiến cuối cùng có thể thay đổi vận mệnh của mình. Napoleon hối thúc nước Pháp chuẩn bị một chiến dịch nữa ở Trung Âu. Mùa thu năm 1813, liên quân các nước đụng độ với Napoleon ở Leipzig, nơi quân số của họ gấp đôi. Họ trừng phạt quân Pháp bằng một trận chiến đẫm máu chỉ kéo dài trong 3 ngày. Huyền thoại về sự bất bại của Napoleon đã chấm dứt. Quân đội của ông giờ phải rút chạy khắp nơi ở châu Âu. Một năm trước, ông nói, toàn bộ châu Âu đều đi sát bên cạnh chúng ta. Ngày hôm nay, toàn bộ châu Âu đang chống lại nước Pháp. Trong 2 tháng, ông mất 250.000 quân. Nhưng ông vẫn tiếp tục chiến đấu. Không còn gì khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu, ông nói. Dù mỗi ngày, hy vọng của chúng ta lại tắt dần. Ngay cả Vương quốc Áo, trị vì bởi Hoàng đế Francis đệ nhất, cha của Marie Louise, cũng bắt đầu tham chiến. Đừng lo, Napoleon nói với vợ và con trai. Chúng ta sẽ ổn thôi, Francis, hãy tin ở ta. Vào sáng ngày 25 tháng 1, gia đình họ nói lời chia tay nhau. Ông sẽ không bao giờ gặp lại vợ và con trai nữa. Trận chiến cuối cùng diễn ra trong tuyệt vọng ở dọc khắp nước Pháp. Napoleon đã thể hiện cả tài năng quân sự xưa kia của mình. Nhưng 85.000 lính Pháp không hề có cơ hội nào để chiến thắng 350.000 quân của Liên Quân. Vào ngày 31 tháng 3 năm 1814, Liên Quân diễu binh dọc đại lộ Élysée. Cuộc chiến chấm dứt.